Vô à, mọi người như mọi người thấy ở bên này ha, thì chúng ta có chị phòng ngự, hai chị phòng ngự chứ không phải một chị đâu, hai chị phòng ngự á. Và trong banner này mình sẽ roll cho bản thân và mình sẽ roll cho các bạn tin tưởng tin tưởng mình để cho mình roll ha. Mọi người ở trong stream hay gọi tôi là vua phòng ngự đúng không? Giờ chúng tôi không biết là thật sự tôi có phải vua phòng ngự hay không. Cho nên là chúng ta sẽ kiểm chứng điều đó với acc của tôi, acc của Hưng và acc của các viewer nha. Trước khi vào video thì mọi người, nếu mọi người thích những cái content như thế này á và mọi người thích mình đau khổ á, thì mọi người có thể like, subscribe và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ mình làm những video như thế này nữa ha. Và mọi người hãy ủng hộ WeWoo Game ở dưới phần mô tả của video. Vô luôn nào, vô luôn nào. Vừa lên đầu. Tím 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 này là 60 này. Này 60 này. Này 60, này 60. Ó, Candice, Candice ngon 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 ngon. 70. À, không ra sớm, tôi ra sớm đâu. Lại Candice. Ok, cộng một Candice và tôi sẽ 6 Candice rồi. Lý. Ok. Return, return này, chuẩn bị thêm 10 lần nữa ra này. Áp chục này. Tạch á. Tạch sao? Tạch sao? À, mọi người cứ cứ muốn tôi tạch này đó. Candice. Ra ngay á, chơi game siêu xấu tái biết cơ. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Lết. À, chị đẹp tới chơi, chị đẹp tới chơi. Kê chinh nhá. Cư chỉnh nhá. Cư chỉnh. À, rồi. À, ai 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 muốn ra kê chinh thì gửi ạc nhá, tôi lật rồi đấy. À, tôi đã lật. Rồi, chủ ạc đã hy sinh. Chủ ạc đã hy sinh. Bây giờ tới tới cô lây à. Tới cô lây à. Tới cô lây. À, rồi đậu xuôi đó, hợp lý. Bây giờ là chúng ta tới với lại mấy 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 ông kia nói là nạn nhân ấy, nhưng mà tôi thấy ông này ổng hay hơn lắm, cho nên là cũng không biết là nạn nhân hay không đâu ha. À, đây 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 là của ai thì mọi người cũng chắc 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 cũng sẽ biết thôi, tại vì đây đây là ạc của Hưng á, ạc của Hưng á, ạc của Hưng á. Như như mọi người thấy thì đây là ạc của Hưng đấy, đẹp chưa, cũng cũng khá nhiều roll đấy, cũng khá nhiều roll đó, 69 roll luôn, đẹp là 60 thôi, 60 đó. 70 roll này, vừa đủ 70 roll này. Ok, ai cũng chùi là hết. Em lịch sử nha, cũng sắp nổ rồi đó, cũng sắp nổ rồi, cũng sắp nổ rồi, cũng sắp nổ, cũng sắp nổ, cũng sắp nổ đó. Ồ, vàng luôn này, vàng. Ra cô lây giật mình. Candice luôn rồi. Ba tím rồi chưa nổ vàng. Rồi hai 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 chủ, hai chủ và phó kinh hiến rồi nhé. Ổng xe xấu, con mua nào vấn đề, vấn đề là ổng xe xấu mua nào rồi chứ. Vấn đề là Hưng xe xấu mua ra rồi mà. Rồi. Ok, hai 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 chủ kinh và phó 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 chủ kinh rồi, đã đi rồi đó, giờ giờ cho viewer này đó. À, không ra sớm luôn kìa, không ra sớm luôn kìa, không ra sớm luôn kìa. Không ra sớm luôn á chứ. Đây nè, không ra sớm luôn rồi. Tới BT luôn này. À, cái này không ra. Hả?
Gì hả? Từ từ gì hả? Anh lúc nãy là anh trước nãy 80 roll chưa ra hả? What the hell? À ra rồi này. Chú. Ok, bây giờ tới ạc của bạn Phương Duy nhé, Phương Duy. Rồi. Bao nhiêu BT rồi nhỉ? Bao nhiêu BT rồi? Đang là 20 22 à. 22 BT. 53 là chắc là vừa đủ á, 53 là vừa đủ á. Giờ video đầu tiên này. Nổ sớm đi. Đó, giờ nổ sớm là tôi hài lòng mà. Nổ sớm. Nổ sớm. Không nổ sớm. Em ra Candid mới, nhân vật mới. Lẻ 3 cái. Thay phong. Rồi, đó, vậy đi cho đỡ cho may mắn hơn. Không nổ sớm. Ok, không nổ sớm. Đúng không? Không luôn. Không nổ sớm luôn này. Ok. 10 round tiếp theo. Không nổ sớm ấy. Nhưng mà không sao. Giờ nổ trễ thì chúng ta ra được con của chúng ta cần là được rồi đúng không mọi người? Ra được con nào cần là được. Không nổ sớm cũng được, miễn sao không lệch là được đúng không? Không lệch. Đây, vàng này. Siêu nên. Đấy. Tôi đã hiến tế bản thân rồi thì chắc chắn viewer là được mạnh. Ok, tiếp theo chúng ta tới với lại cũng là ặc của Phương Duy. Nhưng mà này là server Mỹ roll có 20 roll gì vậy? Ừ. Nhưng mà bao nhiêu BT, quan trọng bao nhiêu BT này? 13, cũng sắp ngổ rồi đấy. Ok. Với tâm nguyện là roll Chiyori. Ok, Chiyori cũng là một nhân vật scale phòng thủ à. Hợp lý, cũng là một nhân vật scale phòng thủ. Giờ roll 3 cái đi cho nó bớt lẻ. Ok. 13 cộng thêm cái đó, 13 là nhiêu ta? 13 là bằng 65. Ừ, 65 rồi đó, 66. Giờ 76 này. Đây, 76. Rồi liệu chúng ta có ra Chiyori hay không? Cũng là một nhân vật scale phòng ngự ấy. Tôi đã hy sinh bản thân và Hưng rồi thì liệu lớp của tôi có thể giúp cho Phương Duy thắng cả hai ặc hay không thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Tế lễ Candice. Giật mình Candice mới luôn á chứ. Đã win cộng một lim. Yes. Cộng một lim nhá. Cảm ơn Phương Duy rất nhiều vì đã tin tưởng anh gửi ặc nhá. Cảm ơn. Ok, tiếp theo chúng ta tới với lại bạn Chiến. Em ấy gửi ặc cho chúng ta với nhu cầu là nếu mà thắng được Silonen sớm thì chúng ta roll tiếp. Nhưng mà 88 mà là cái này vừa đủ 90 luôn này. Giờ xui lắm thì chúng ta 90 50. Ok, thì bạn ấy yêu cầu chúng ta là roll về số hàng chục đi, nó sẽ dễ ra hơn này. Để thử cái chiếc lõ này nhá. Ok, rồi 80 vừa tròn. Đang 10 BT. 20 BT là có canh đích. 30 BT này. Ok, 40 BT này. 50 này. 60 này. Tôi tính làm skip lõ. 70 này. Không sớm. Tất cả mọi người rất 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 muốn tôi lệch để mà tôi không lim. 80. Hả?
80 hả? 80 chưa nổ à? Sao ấy? Quách quá. Ê. Thôi 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 không là thôi thôi ra trễ cũng được, nhưng mà miễn sao thắng được ha, miễn sao win, miễn sao win, miễn sao win. À, 81 81 81 81 81. Ai nói tôi lật đâu, ai nói tôi lật đâu, quay lại đây 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 làm phát nói phát rồi. Nè đổ hai đổ đôi này. Ủa chưa hả, không đổ đôi hả? Ý vậy tưởng tưởng nổi đôi chứ, nổi đôi ngon hơn. Rồi thôi cứu cứu, tuy là hơi trễ nhưng vẫn cứu được viewer. Không lệch không lệch không lệch, liêm liêm liêm, tôi liêm tôi liêm tôi liêm nhá, quá liêm luôn quá liêm luôn. À, không không có dấu sắc nào ở đây cả. Ủa bay lần được nhiêu mấy tỷ vậy? Từ từ cũng 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 sắp tới rồi, từ từ cũng sắp tới, cũng sắp tới, vừa vừa 60 mấy, sáu mấy hợp lý hợp lý, sáu mấy nhưng mà không lệch không lệch không lệch. Liêm 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 liêm, sống là phải liêm mọi người, sống là phải liêm, sống là phải liêm. À sẽ có bạn tiếp theo của bạn phát, của bạn phát võ đó, bạn ấy cũng muốn chúng ta roll silen nhé. Để coi thắng hai thắng ba cho viewer rồi, hai chủ kinh với lại phó kinh đi rồi, đi đời rồi, cho nên là để coi để coi. Không có gì này, mà bao nhiêu biết tiền ra, cho nhiêu biết tiền ra, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 à 42 42, vậy là nãy là 52 52, 53 54 55 56 cái cô lê 57 58 59 rồi 59 này 59 59 69. Không ra sớm. Nãy giờ bị quen rồi. 69 69, nãy giờ quen rồi, quen rồi, quen rồi. 69 69. 79 này. Ủa. Ủa bị gì vậy? Ủa gì kỳ vậy? Từ từ. Tôi kiểu là viewer sẽ không lệch nhưng nó cũng không ra sớm mà. Hả? Hả? Ok. Đại thắng. À đập thẳng vô mặt luôn. À đẹp 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 đẹp, cũng đẹp á, cũng đẹp cũng đẹp cũng đẹp cũng đẹp. Cũng cũng đẹp cũng đẹp. Ok. Cũng đẹp cũng đẹp. À 4 trên 10 nha, 4 trên 10, 4 trên 10. Ok, tiếp theo là Asuna. Asuna Asuna. Asuna có mong muốn là All in Silonen. Cũng đúng đúng, All in Silonen, All in Silonen. All in Silonen này, à, rất nhiều role. Cho nên cho dù tôi có lệch đi nữa thì cũng không sao. Nhưng mà tôi không lệch đâu. Đã hy sinh như vậy rồi thì chắc chắn sẽ không lệch. Đúng không mọi người? Gọi là sự trả giá xứng đáng. Đó, à, đây gọi là sự trả giá xứng đáng đó. Hiểu không mọi người? Ok. Bao nhiêu BT rồi ta? Bao nhiêu BT rồi? À 7 BT à. Cái 7, 7 BT, 7 BT. 8 9 10 11 12 13 14 15 Thánh Phong. Ok. Rồi 15 rồi, giờ đôi thôi. 15 BT này. 25 BT. 35 BT. 45 BT.
55 BT. 65 BT. Rồi đó. Qua qua lẹ đi, thì tôi nghĩ tôi cũng không nổ sớm đâu. Cái lớp của tôi nó không nổ sớm đâu. Giờ 75 này mới vấn đề này. 75. À biết ngay mà. Nữa rồi. Biết ngay rồi. Ngay thế à. Rồi. Giờ liệu ra siêu hay không? 76. 77. Oh my god. Wow. À, đây là cái điều này đó. Đây là sự hy sinh xứng đáng á. Rồi. Ấy cha cha. Ok, tiếp theo chúng ta tới một cái agri run của bạn Yasuo Hoàng. Đây, vô 230 roll nhé. Thì nếu mà roll thoải mái thì có vẻ như là C2R1 nhỉ, hợp lý. Nếu mà chuẩn bị thoải mái thì có vẻ là C2R1 sẽ là đích đến nha. Ok. BT là không thấy BT luôn này, cho nên là nhìn mình mặc định là không nhé. Giờ bắt đầu nha. Gì cũng mới hết luôn này. 20 này. 20 này. Kiếm chuông này. 30 này. Gaming. Rất gaming. 40 này. 50 này. 60 này. 70 không? Không 70. 80. Cái cuối cùng nó cũng nổi trong 80. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Thiệt luôn hả? Nó cũng 76 mà. 77. 77. À, kèo lệch đầu tiên chứ. À, cuối cùng cũng lệch rồi. Ok, nãy giờ mới lệch. Ok. Giờ 10 roll ra luôn cũng vui nè. Dạ. Yeah. 40. À, nhưng mà ra sớm nha. 120 roll, 120 roll. À, vẫn. Vẫn xịn. Hợp lý. Không sao. À, vẫn sớm. Nhưng mà cứ roll tiếp đi nhỉ. 10 nè. 20 nè. 30 nè. 40 nè. 50 nè. 60 nè. 70 này. Rồi 80 tiếp này. Tổng ra hơi kỳ á. Ừ. Thì cái hả? À Tignari. À, ra vua lệch luôn chứ. Ra vua của lệch luôn á chứ. Ra hai thầy trò luôn á chứ. Ra hai thầy trò luôn. Hợp lý. Rồi 30 rồi còn lại. À, ok. Thêm 20 rôn nữa lần. Rồi để coi. Bang luôn. Rồi đó. Nên như thế này cũng sớm nha. Hình như cái này tôi nhớ cũng sớm nha. Cái này cũng sớm đấy.
Ok. Ok, cuối cùng của chúng ta có là bạn Lydia. Lydia thì đang gần PT lắm rồi, gần PT rồi. Có vẻ là gần, có vẻ là gần. 15. 15 luôn rồi, 15 là 75 rồi đó, 75 rồi. 75 rồi. Ok, 75 rồi. Cái này khó khó dùng cái chiếc lõ của Phát rồi, cho nên là ok, vậy chúng ta roll roll thêm một lần rồi. Ok, bây giờ chúng ta roll nào. Hy vọng ra Silonen nhé. Để cho Silonen. Lần cuối rồi, cho con Silonen đi cho nó xong ha mọi người. 74 đi cho đẹp. 474. 76 nè. 77. Win rồi, let's go. 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Rồi, đấy. Ai cần là tôi sẽ roll giùm nhá. Vua. Cái này không biết là có phải vua phòng ngự hay không á. Nhưng mà tôi lệch cho tôi, nhưng mà tôi lệch của tôi với lại Hưng, nhưng mà tất cả viewer mà cần cần siêu nen đều có, cho nên là cũng hợp lý. Ok, tỷ số là 74, 74. Rồi. Lý ha. Rồi. Ok, và đó là tất cả những acc hôm nay chúng ta đã được gửi để roll nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã coi cái video này. Nếu mà mọi người thích cái video này thì mọi người cho tôi một like và subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ thêm ha. Mọi người cũng có thể ủng hộ Weibo Game dưới phần mô tả của video nhé. Bây giờ thì hết video rồi. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.